khoe sắc trong tà áo dài Việt Nam. Mai Davika cầu kỳ kỹ lưỡng từng phụ kiện khoe thần thái ngút ngàn. Ôi, sao đẹp dữ vậy đó trời? Trời ơi, có nhiều khi nhìn đẹp mà hết hồn luôn á. Infa hai lần mặc là hai cảm xúc khác biệt hẳn, nhưng đều đẹp gây mê. Cái gì vậy? Cái gì mà đẹp Mày dữ vậy? vậy. Chỉ <laughs> vừa thôi. <laughs> Chi dân đúng chuẩn dâu Việt, Kim Thê ghi lại càng đỉnh của chóp. Với việc hội nhập của showbiz Việt với thế giới, nhiều ngôi sao không những đã sang Việt Nam mà còn khoe khí chất khi thử khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống tuyệt đẹp của nước ta. Mai Davika vừa tặng fan Việt một món quà rất ý nghĩa, đó chính là chụp ảnh và làm clip biến hình trong hai bộ áo dài siêu công phu. Đầu tiên là cô nàng khoác lên mình bộ áo dài hồng với phong cách ngọt ngào như một nàng dâu Việt. Mai còn đội cả mấn trên đầu để có một bộ trang phục hoàn chỉnh nhất. Bộ áo dài này của Mai theo phong cách nửa cổ điển nửa cách tân khoe dáng cùng sự thức tha rất hợp với dáng người thanh mảnh của cô nàng sang tới bộ thứ hai thì nữ thần Tobiis lại diện lên một chiếc áo dài cách điệu có pha trộn màu sắc Thái Lan qua chi tiết nhũ vàng. chiếc mấn đội đầu của nàng thơ sơn tùng vô cùng sang trọng và quyền lực biến cô thành một quý phu nhân quyền lực và quyến rũ khó có thể cưỡng lại. đôi mắt hút hồn và sắc sảo chính là điểm hút fan nhất đấy. cùng với màn biến hình ngoạn mục này, Mai cũng dùng cả nhạc Việt cho đủ combo. đứng trước sự đầu tư công phu của Mai Davika, rất đông fan Việt đã vào bình luận khen ngợi không hết lời, cho rằng Mai mê Việt Nam rồi, nhìn rất ra chất gái Việt. trước đó. Một người đẹp khác của showbiz Thái cũng từng khiến fan Việt nức lòng khi hai lần khoác lên mình bộ áo dài, đó chính là nàng hậu Infa Waraha. Năm 2023, cô mặc luôn bộ áo dài đen với họa tiết hoa hồng trên áo khi xuất hiện tại sân bay sang nước ta. Sự đầu tư đặc biệt của nàng hậu này khiến fan càng u mê hơn, bởi chỉ mình cô chọn cổ phục nước ta trong cả gian người đẹp. Bên cạnh đó thì vóc dáng, khí chất của Infa cũng rất hợp bộ áo dài, nhìn cô nền nã, dịu dàng, duyên dáng chẳng khác nào một gia nhân đất Việt thật vậy. Ôi, sao đẹp dữ trời. Trước đó vào năm 2022, Infa cũng khoác lên mình bộ áo dài lộng lẫy kết hợp cùng mấn đội đầu hoành tráng biểu diễn trên sân cách quắc vô cùng thần thái và thu hút. Lần đó phong cách hoàn toàn khác với lần này, nàng hậu sứ chùa vàng quyền lực như một quý phu nhân Việt Nam quyến rũ và quyền lực vậy. Từng bước chân đều vững vàng dù bộ áo dài có phần tà sau rất dài không hề dễ di chuyển. Cái gì vậy? Cái gì mà đẹp dữ vậy? Chưa thôi. Cái Cách đây 8 năm, Hai cô nàng Chi dân và Sô dân của Tiara cũng từng sang Việt Nam và khoe nhan sắc với bộ trang phục truyền thống nước ta. Chi dân gây thương nhớ hơn cả khi khoác lên mình bộ áo dài đỏ truyền thống tuyệt đẹp. Bộ trang phục ôm dáng giúp mỹ nhân khoe chọn đường cong tuyệt đẹp của mình, vẻ đẹp dịu dàng cũng từ khí chất và nhan sắc cũng được khoe ra trọn vẹn, càng ngắm lại càng mê. Cô còn kết hợp với cả nón lá tạo nên một hình ảnh dâu Việt 10 điểm không có nhưng khiến fan nước lòng mãi. Sô dân tuy không kinh diễm bằng nhưng cũng rất xuất sắc trong bộ áo dài xanh đậm nền nã. Có thể nói là hai người đẹp này khiến người ta không thể nào rời mắt được luôn đấy. Cách đây 7 năm, nữ thần Kim Thê Hy cũng làm cho đảo mạng xã hội khi bất ngờ nói câu xin chào và rồi diện chiếc áo dài truyền thống để chụp quảng cáo. Khi đó chị đẹp đã mang thai 7 tháng nên phần bụng đã nhô lên nhiều, dù vậy nhan sắc hay dáng người của bà xã Biren vẫn rất đỉnh, gần như chẳng khác bình thường. Chị đẹp khoác lên mình bộ áo dài cổ điển không ôm dáng, lại còn chọn màu xanh chuối không dễ mặc chút nào. Ấy vậy mà vẫn không hề bị gìn, ngược lại còn khoe được vẻ duyên dáng kết hợp nhí nhảnh, càng ngắm càng yêu.